Hiền này, ý à, ở đây này người ta nuôi nhiều không con? Thí khai lên trên đây không con? Khai lên trên đường thế nào không? Cái kiều nó là nó ngang thích. Kiếm về cho khỉ nó ăn. Có trái cây. À, lại lấy trái cây khí. Nó, lấy cái trái cây trên xe mình đó. Tắt được không? Đây. Để lấy nhầm. Được, bay đó. Đó, bây giờ Kiều đang đi lấy chưa. Học lọc cho nó ăn con. Thấy con thấy tới cây rồi cái này. À, ở đây thích cho tới cây nè. Ở đây. Ăn không? Con kêu to nó lại nha, rồi tới đây cho ăn. Đầu trăng mất mấy không? Lấy cái chân nó heo. Thôi giúp ngồi chút. Đó, để lấy cửa ảnh thường. Ăn khoái chế ảnh. Con giờ đưa nguyên trái rồi nó ăn không chứ? Đưa nguyên trái nó lột sao? Đưa nguyên trái cho nó lột đi, từ từ. Đưa chồng. Không không lắm á. Đưa con đưa nguyên trái cho mày không? Anh khỉ đây chắc lần đầu tiên mới được ăn chôm chôm quá. À, giáo đông gà mòm rồi. Con đưa nguyên trái tới con. Lộc siêu quá chứ. Wow. Rồi sao? Sao anh biết tái sau nó ăn được, ăn hơn con không? Chua quá. Hút nước. Thậu chưa? Ủa, thấy rồi. Con ăn được không? Lấy cho ăn nè. À, đi kiếm khít kìa, khít ơi. Rồi. Nó nhìn khít kìa, nó kêu cho nó ăn nữa kìa khít. Nè, tới đây sư phụ khít cho ăn. À, đi. Ông ăn chưa thấy con giấu trong cầm không kìa.